các bác nhá, hôm nay em lên thì các bác là 4 em chim họa mi các bác nhá. Đã đều hot trong phòng hết rồi các bác nhá. Đây. Đầu tiên là em này các bác nhá. Quay sát cho các bác xem này. Đây là em họa mi cái các bác nhá. Em họa mi cái đã xùy rồi, anh em cũng có thể đã nghe thấy tiếng chim xùy rồi các bác nhá. Đấy, em cái rất là đẹp này. Đầu mặt đẹp nhá, bóng bộ đẹp các bác nhá. Con này em giao lưu với anh em là 1.200.000 các bác ạ. Đây là em họa mi cái này. Đấy. Em này thì em mang mã số là số 1 các bác nhá. Họa mi cái số 1 các bác nhá. Đấy, 1.200.000 đã xùy các bác nhá, xùy rất là nhiều luôn. Con này thì bảo hành cho anh em là xùy tốt các bác nhá. Bảo hành cho anh em là xùy tốt luôn, bởi vì con chim nó quá là mau mỏ rồi các bác. Đó, và tiếp tục em mang số 2 này. Số 2 là một em họa mi trống nhá. Em này hot cũng khá là nhiều rồi. Rất là nhiều các bác nhá, những con chim này ấy, thì là hot rất là nhiều rồi các bác. Con này rất là đẹp coi nhá. Con này rất là đẹp nha, anh em vừa thấy nó hot rồi đúng không các bác? Con này thì em giao lưu với anh em là 1.800.000 coi nhá. Quý ơi. 1.800.000 bây giờ tí Quý ơi. Đấy, con này 1.800.000 nhá. Quý chân ơi. Đấy, con này 1.800.000 coi nhá. Chim rất là đẹp, có nhìn này, đầu mặt bóng bộ cực kỳ là đẹp luôn nha anh nhá. Đó. Con này rất là tính chim luôn. Và tiếp tục con thứ ba này các bạn này. Đây nha, con thứ ba nha, con này bụng to đẹp luôn anh em nhá. Lên cầu đi, đó, bụng to đẹp luôn. Dáng ngũ trường thôi nhá. Dáng ngũ trường, bộ đẹp anh em nhá. Đó, dáng ngũ trường, bộ to đẹp anh em ạ. Đó, con này thì cũng giao lưu với anh em là 1.800.000 thôi coi nhá, 1.800.000 thôi. Con này đã bán giá rất là yêu thương cho anh em. Anh em nào kết thì anh em có thể là alo cho em nha con nhá. Đó. 1.800.000 em này con nhá. Đó, 1.800.000 con nhá. Và tiếp tục là em số 4 này. Đây nhá. Em số 4 này, em số 4 này bộ to rồi con này. Em số 4 này bộ to này. Đấy, chim rất là đẹp luôn con nhá. Con này thì đẹp. Đây, em vào gần cho con xem nhá. Con số 4 này thì họa đẹp, nét đều các bác nhá. Con này thì em giao lưu với anh em là 2 triệu các bác nhá. Con chim này đẹp lắm các bạn này. Nhìn nó rất là đẹp các bác nhá. Nhìn nó rất là đẹp luôn. Đó. Nhìn nó rất là đẹp các bác nhá. Con chim này anh em không thể chê được con chim này rồi, nó thật sự là ngon luôn này. Giá 2 triệu anh em nhá. Đó, em sẽ quay lại cho các bác xem một phần nhá. Đây này, đây này. Đây là con số 1 là con mái này các bác này. Mái bản đuôi to đẹp xòe các bác nhá. Đấy, con này thì em chia sẻ với anh em là 1.200.000. Đó các bác. 1.200.000 thôi nhá. Con mái này. Ở đây là con trống này các bác này, con trống này cũng đẹp này các bác này. Con trống này là con số 2 nhá các bác nhá. Quay lại cho anh em xem một lượt nữa, con số 2, con này thì cũng là 1.800.000 thôi nhá. Rồi đến tiếp tục con số 3. Số 3 con này thì em phải quay sát vào đây bởi vì nó hay đấy các bạn. Đây con số 3 đây. Đấy, con số 3 này cũng là 1.800.000 thôi nhá. Đó, và tiếp theo là con số 4 này. Con số 4 thì con này đẹp quá. Con số 4 này thì 2 triệu thôi nhá. 2 triệu thôi nhá. 2 triệu. Đó, con này 2 triệu. Và có một con cũng hot rồi các bác nhá. Con cũng hot rồi đây. Con này thì bộ to đẹp hơn này. Số 5 bản đuôi xòe các bác nhá. Con này thì em thông báo với các bác giá là 2 triệu 2 các bác nhá. Con này. Đây con số 5 các bác nhá.
đấy, số 5 2,2 triệu, bản đuôi to xòe, con này thì quá đẹp luôn. Anh em nào gột mọc thì phải cần con này. Con này cực kỳ chất lượng luôn các bạn. Đây con số 5 của anh nhé. Đấy, số 5 này. Con này thì anh em chưa nghe hot thôi, nhưng mà em bảo hành với anh em là con chim rất là mò mỏ và đẹp thôi nhá. 2,2 triệu con chim số 5 này. Đó các bác nhá. Đấy thì đây là một dàn học em quay này. Một dàn học em quay nhưng mà nó chỉ có tầm mấy con hot, nó hot rất là nhiều. Khi mà ủ vải nó hot rất là nhiều, nhưng mà mở ra thì một vài con hot. Đấy. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, con mái hot nhá, con mái xùy nhá. Các bác thấy chưa? Đấy, con mái vừa xùy xong nhá. Con mái với con số 3 này này. Vừa hot vừa xùy xong. Đấy chưa các bác thấy chưa? Đều ra giọng hot hết rồi các bác nhá. Anh em thấy ok chưa? Trong học mà đã hot như này rồi. Ôi con này hot như chim thuần này. Anh em nào mà không nhanh tay là mất con này luôn, em thật sự. Thời tiết nó rất là nóng nực các bác nhá. Rồi anh em nào muốn kết thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 nhá. Em xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhá. Bye bye tất cả mọi người ạ.